thật lâu để anh sẽ thấu lòng lại. Hãy cho em hy vọng, niềm tin trong giây phút này. Đừng buông mau câu biệt ly, đừng nói bất cứ điều gì. Đừng vì một người anh sẽ ra đi. Để đến bây giờ em cũng không bất ngờ, lời nói hững hờ cũng không làm em bơ ngơ. Vậy là giờ đây anh đã nhận quyết từ biệt, sẽ bước đi xa em rồi. Vậy là bao ngày qua em cố chấp ngộ nhận, tình cảm của anh mãi mãi trọn vẹn. Vì ở bên cạnh anh giờ đây có một người thay thế em cho anh niềm vui. Đã biết trước kết cục này mà phải đắng cay, cam tâm như vậy. Ngày tháng tuyệt vời em sẽ mãi khắc ghi trọn đời.